Hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã quay trở lại với video ngày hôm nay của em Thảo. Hôm nay em mang đến cho anh chị mình một mã cổ phiếu bên nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp, đó là GVR. GVR còn chần chờ gì nữa? Thì đầu tiên anh chị mình ơi, mình nhớ bấm like và xem hết video ngày hôm nay của em Thảo để nắm bắt được thông tin mà em mang đến nhé. Đầu tiên tổng quan một chút về doanh nghiệp này thì GVR, một tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Công ty cổ phần thành lập vào năm 1975 và đang tập trung vào 5 lĩnh vực kinh doanh chính, bao gồm là trồng, chế biến kinh doanh cao su, chế biến gỗ, sản phẩm công nghiệp cao su, đầu tư kinh doanh hạ tầng và đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thì GVR là cái doanh nghiệp mà đứng đầu ngành cao su của Việt Nam. Những cái điểm mà chúng ta nên kỳ vọng vào và những cái tiềm năng trong tương lai thì GVR có một cái lợi thế lớn về quỹ đất cao su và trải cái quỹ đất này cũng trải dài trên nhiều tỉnh thành nữa. Điều này thì mang lại cái cơ hội lớn để có thể là chuyển đổi đất trồng cao su sang đất khu công nghiệp, đặc biệt khi mà nhiều tỉnh phía Nam đang đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp nữa. Thì doanh nghiệp này cũng đang tập trung hoàn thiện những cái thủ tục pháp lý để triển khai dự án khu công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi. Về những dự án tiềm năng thì hiện tại GVR đang triển khai 11 dự án khu công nghiệp và đang có kế hoạch mở rộng thêm nhiều dự án trọng điểm khác nữa. Trong giai đoạn 2025 đến 2030 thì GVR dự kiến sẽ triển khai thêm 16.592 ha đất khu công nghiệp, nâng cái tổng diện tích đất khu công nghiệp lên là 23.444 ha. Cái việc mà chuyển đổi đất dự kiến sẽ mang lại cho GVR cái khoản lợi nhuận đáng kể từ cái việc bán đất hoặc là cho thuê đất khu công nghiệp. Cái mức bồi thường trên đất chuyển đổi ước tính là khoảng 1,2 đến 2,5 tỷ đồng trên 1 hectare tùy vào địa phương nữa. Và bên cạnh khu công nghiệp thì chúng ta cũng nói về một cái mảng của GVR, đó là mảng cao su. Mảng kinh doanh cao su tự nhiên của GVR thì cũng đang được hưởng lợi từ giá cao su tăng. Giá cao su trung bình tháng 6 năm 2024 của GVR đã đạt hơn 38 triệu đồng trên một tấn và được kỳ vọng là sẽ tiếp tục tăng trưởng. Với những cái lợi thế về quỹ đất lớn và tiềm năng tăng trưởng của khu công nghiệp thì GVR vẫn là một cái doanh nghiệp có triển vọng tích cực trong trung hạn và trong dài hạn. Mạng cổ phiếu này gần đây đang cho chúng ta một cái cơ hội đầu tư. Đối vị thế anh chị mình cầm ngắn hạn hoặc là đối vị thế anh chị mình có thể là cầm trung hạn thì đều đang có một cái cơ hội đầu tư ở đây hết. Trong trung hạn thì GVR của chúng ta hiện tại vẫn đang ở một cái xu hướng tăng. GVR vẫn đang ở một cái xu hướng tăng và lực đỡ phía dưới của GVR cũng khá là dày trong cái thời điểm hiện tại. Mà cổ phiếu này trong ngắn hạn thì chúng ta thấy là đoạn thời gian vừa qua là có áp lực giảm điểm và GVR đã bước vào một cái xu hướng giảm. Nhưng mà giai đoạn này hiện tại thì GVR đang muốn thoát khỏi xu hướng giảm rồi và chuẩn bị hình thành một cái xu hướng tăng mới. Vì vậy anh chị mình có thể là tận dụng cái nhịp này để chúng ta đánh cái mã cổ phiếu này anh chị nhé. Mức hỗ trợ của GVR trong ngắn hạn hiện tại đang ở vùng 35. Cụ thể là cái vùng 34.6 đến vùng 35 thì anh chị mình còn hoàn toàn chúng ta có thể là tham gia được đối với mã cổ phiếu GVR. GVR những cái phiên gần đây từ cái phiên khi mà GVR bứt phá được vùng cản 34.6 này của chúng ta là từ cái phiên hôm 19, hôm 20 đấy anh chị, là bứt phá được cái cản và hiện tại thì đang còn tích lũy trên cái vùng cản này. Ở trên cái con dao găm, trên cái vùng kháng cự này anh chị. Hiện tại cái vùng 34.6 trở thành hỗ trợ khá là mạnh của GVR. Và cái hỗ trợ này còn mạnh anh chị, còn mạnh trong vòng 8 phiên tới. Thì có nghĩa là cái động lực mà tăng trưởng của GVR để lên được cái vùng đỉnh cũ trong ngắn hạn sẽ diễn ra trong vòng 8 phiên tới. Vì vậy đây là một cái cơ hội rất lớn để anh chị mình có thể là tham gia để chúng ta có những cái khoản lợi nhuận đối với GVR. Cái điểm tham gia phù hợp đối với anh chị mình là cái vùng 34.6 đến vùng giá 35. Và cái điểm chốt lời ngắn hạn thì anh chị mình có thể kỳ vọng quanh vùng 38.8 đến vùng 39. Đấy là vị thế ngắn hạn, còn vị thế trung hạn hơn thì anh chị mình có thể là kỳ vọng khi mà hai kiếm của GVR ở chạm cái vùng giá 39 này, thậm chí là vượt 39 thì hai kiếm sẽ bắt đầu có những cái trạng thái hướng lên và sẽ có những cái trạng thái tăng mạnh trong chạm trung hạn. Vì vậy cái lợi nhuận anh chị mình có thể kỳ vọng được trong trung hạn lên tới vùng là giá 44 đến vùng giá 45 anh chị nhé.
Thì đây là một mã cổ phiếu tiềm năng mà vị thế ngắn hạn hay vị thế trung hạn anh chị mình đều có những cái khoản lợi nhuận. Thì cổ phiếu này anh chị mình cân nhắc giúp em. Nếu như mà vi phạm GVR quay trở lại thủng mất cái vùng giá 34 thì anh chị mới cần phải quản trị rủi ro. Lúc đó thì chúng ta có thể là thoát GVR ở những cái vị thế ngắn hạn. Chúng ta đo một chút về mã cổ phiếu này. Từ giá 34.6 đến vùng giá 35, nếu như anh chị mình tham gia vào GVR thì lợi nhuận của chúng ta đạt được khi mà GVR lên vùng 38.8, 39 thì lợi nhuận này tầm 10% trong ngắn hạn. Cái mục tiêu này chúng ta có thể là kỳ vọng trong vòng 8 phiên tới vì lực hỗ trợ ở vùng giá 34.6 hiện tại rất là mạnh. Thì như em vừa chia sẻ anh chị, nếu như cổ phiếu vi phạm, cổ phiếu đóng nến dưới cái vùng giá 34 đó, thì anh chị mới cần phải stop loss, anh chị mới cần quản trị rủi ro. Thì từ cái vùng giá 35 đến vùng giá 34 thì đâu đó rủi ro của chúng ta chỉ có hơn 2%, chưa đến 3% nữa. Thì đây là một cái cơ hội rất tốt để cho anh chị mình có thể là tham gia, để tham gia một dịp ngắn hạn cũng như là vị thế rất là tốt để cho các anh chị mình có lợi thế khi mà đánh trung hạn đối với cổ phiếu GVR. Thì hôm nay em mang đến cái cổ phiếu này thì kỳ vọng chúng ta cũng sẽ có những cái lợi nhuận thôi. GVR những phiên vừa qua em tham gia rồi và hiện tại thì hàng của em đã về anh chị nhé. Em tham gia cũng loanh quanh vùng giá mà em vừa khuyến nghị cho anh chị, vùng 34.6 đến vùng giá 35. Lợi nhuận hiện tại thì cũng chưa có bao nhiêu anh chị ha. Vẫn đang loanh quanh vùng giá 35.35 này thôi. Nhưng mà anh chị chúng ta đang muốn tham gia một cái mã cổ phiếu bên nhóm bất động sản khu công nghiệp hoặc là muốn tham gia một mã cổ phiếu mà bên nhóm cao su thì anh chị mình có thể lựa chọn GVR. GVR hiện tại đang là một cái mã cổ phiếu mà em thấy là khá là mạnh và sẽ có một cái lực tăng trong vòng 8 phiên tới. Thì hy vọng là anh chị mình sẽ có lợi nhuận khi tham gia mã cổ phiếu này. Anh chị nào mà chúng ta đang xem video ngày hôm nay thì các anh chị mình có thể là giúp em Thảo để lại lượt like ha. Hoặc là anh chị nào chúng ta chưa vào những cái room tín hiệu của em Thảo, chưa đồng hành cùng em Thảo thì anh chị mình liên hệ đến số điện thoại của em trên màn hình để chúng ta có thể là đồng hành với nhau, có thể là hỗ trợ nhau trong cái quá trình đầu tư sắp tới. Hy vọng là sẽ được đồng hành và hỗ trợ quý anh chị mình trên cái giai đoạn đầu tư. Anh chị mình thử xem cái deal GVR sắp tới của em ha. Chúng ta sẽ có những cái mức rủi ro tầm hơn 2%, chưa đến 3%, nhưng mà lợi nhuận khi mà đạt được đối GVR lên đến hơn 10%. Thì cái deal này là một cái deal rất là hợp lý và cái tỷ lệ mà khoản lợi nhuận cũng như là cái tỷ lệ khoản lỗ ở đây thì nó vừa phải, là một cái deal mà anh chị mình có thể là chấp nhận được cái sự rủi ro. Ok, thì đây là cổ phiếu ngày hôm nay mà em mang đến ha. Chúc các anh chị mình sẽ có cuối tuần vui vẻ và chúng ta sẽ có một cái kỳ nghỉ lễ thật là ý nghĩa và hạnh phúc ấm áp bên gia đình và người thân. Tạm biệt tất cả các anh chị và hẹn gặp lại anh chị mình trong video tiếp theo. Bye.